Cao thủ chân tu Diệp Thiên, chương 3252 đến chương 3254. Chỉ cần ông có thể đánh thắng tôi, ông vẫn là điện chủ Hiên Viên Điện. Từ nay về sau, tôi sẽ nghe theo sự sai khiến của ông, tuyệt đối không oán hận. Nếu ông thua thì phải giao vị trí điện chủ Hiên Viên Điện cho tôi, lập tức cút khỏi Hiên Viên Điện. Diệp Thiên vừa nói như vậy, cả đại sảnh lập tức rộ lên tiếng xôn xao. Giọng nói của Diệp Thiên không lớn nhưng lại toát ra khí thế sát phạt cực kỳ quyết đoán. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều nghe thấy rõ ràng. Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, có chút khó tin nhìn Diệp Thiên, không ngờ anh lại nói ra lời như vậy. Mặc dù Mạc Vấn Thương tính tình kỳ quái, luôn luôn làm theo ý mình, hành sự cực kỳ ngông cuồng tùy hứng, nhưng tu vi của ông ta lại không hề thổi phồng. Bây giờ chiến lực lớn nhất của Hiên Viên Điện có hai người, một là Phong Hậu, người còn lại chính là Mạc Vấn Thương. Mạc Vấn Thương mạnh đến mức ngay cả bốn vị trưởng lão hợp lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với ông ta mà thôi. Trong hàng nghìn năm nay, trong trận giao tranh của Ngũ Đại Thượng Tông với Sao Ly, Mạc Vấn Thương từng giao đấu với trưởng lão đỉnh cao của Ngũ Đại Thượng Tông nhiều lần, chưa bao giờ thất bại, tệ nhất cũng là chạy thoát một cách dễ dàng mà thôi. Do đó, điện chủ hiện tại của Hiên Viên Điện mới có nhiều thân tín trong Hiên Viên Điện ủng hộ ông ta như thế. Nếu không, với tính cách của ông ta đã bị người khác xem thường ghét bỏ từ lâu rồi. Sốc nổi quá. Ôn Thắng Nam đứng ở cửa ra vào đại sảnh khẽ lắc đầu, cực kỳ không tán thành với hành động lần này của Diệp Thiên. Cô ta biết Diệp Thiên rất mạnh, có thể giết chết Thiên Lôi Tử trong nháy mắt, thực lực vượt xa hơn những đệ tử Hiên Viên Điện như bọn họ rất nhiều. Nhưng nếu đối thủ là Mạc Vấn Thương thì lại là một chuyện khác. Ngay cả Phong Hậu cũng nhíu mày, nháy mắt ra hiệu cho Diệp Thiên, truyền âm nói: "Người anh em Diệp Thiên, cậu đừng xung động, chuyện của Mạc Vấn Thương để tôi xử lý." Diệp Thiên lại làm như không nghe thấy gì, anh chỉ nhìn thẳng vào Mạc Vấn Thương: "Cậu nói muốn so đấu với tôi sao?" Mạc Vấn Thương im lặng trong phốc chốc, sau đó mới khẽ cười thành tiếng, giễu cợt nói: "Cậu có Hiên Viên Đế Ấn của Hoàng Đế, tôi chấp nhận thân phận của cậu, nhưng cậu đừng tưởng cậu là thần tử của Hiên Viên Điện thì có thể xem thường mọi thứ. Cậu là thần tử, tôi là điện chủ, xét về địa vị và thanh danh, cậu đều thua tôi một bậc, xét về thực lực thì sao?" Ha. Nói đến đó, Mạc Vấn Thương lại cười lên một tiếng khinh thường, ý là gì không cần nói cũng biết, rõ ràng ông ta không để Diệp Thiên vào trong mắt. "Không cần nói dông dài với tôi." Vẻ mặt Diệp Thiên thản nhiên nhưng giọng nói dứt khoát: "Nếu ông không muốn ra tay cũng được, từ nay về sau mọi chuyện lớn nhỏ trong Hiên Viên Điện đều do tôi quyết định, ông chỉ cần im miệng làm một trưởng lão khách khanh là được." Vừa nghe thấy như vậy, hai mắt Mạc Vấn Thương sầm xuống, giọng nói cũng trở nên âm u lạnh lẽo: "Cậu đừng được nước lấn tới, cho dù Hoàng Đế có ở đây cũng không dám nói với tôi những lời như vậy." Ông ta đứng cách Diệp Thiên ba trượng, chợt bước tới trước một bước, khí thế cuồn cuộn trên người dâng lên, thuần thế tràn ngập khắp đại sảnh, một luồng uy áp đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Ôn Thắng Nam bị bức phải lui ra ngoài khỏi đại sảnh. Các trưởng lão tu vi kim đan tam phẩm trở xuống đều nghiêm sắc mặt, khí tức trở nên nặng nề trì trệ. Kim đan cửu phẩm, bốn vị trưởng lão cảm nhận được khí tức của luồng sức mạnh này thì đều thay đổi sắc mặt, vẻ vui mừng hiện lên. Mạc Vấn Thương đi khỏi Hiên Viên Điện 2 tháng, không ngờ trong 2 tháng này ông ta lại đột phá từ kim đan bát phẩm lên kim đan cửu phẩm. Điểm này đối với Hiên Viên Điện mà nói chắc chắn là một tin cực tốt. Giây lát sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Diệp Thiên. Đối diện với Mạc Vấn Thương tu vi đạt đến kim đan cửu phẩm, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thiên sẽ lựa chọn nhượng mộ. Tuy nhiên, dường như Diệp Thiên lại không hề có cảm giác gì với chuyện này, chỉ bình thản nói: "Kim đan cửu phẩm, miễn cưỡng coi được. Đi thôi, để tôi xem thử thủ đoạn của điện chủ hiện tại
của Hiên Viên Điện là ông như thế nào. Nhất là Diệp Thiên đã xuất hiện ở bên ngoài đại sảnh, giây lát sau đó anh lại lướt người đi, xuất hiện ở trên không trung bên ngoài đại điện, chắp tay sau lưng đứng đó muốn chết. Nụ cười có Mạc Vấn Thương càng thêm sắc bén, ông ta cũng không nói gì thêm, bóng người lóe lên nháy mắt đã xuất hiện trên bầu trời. Ở chỗ cũ chỉ còn lại tàn ảnh mờ nhạt biến mất theo thời gian. Phó đình chủ, chuyện này... Các trưởng lão đều nhìn về phía Phong Hậu, mong ông ta ngăn cản trận chiến này. Phong Hậu lại lắc đầu, ông ta biết Diệp Thiên cố chấp muốn ra tay với Mạc Vấn Thương là vì muốn lấy được tiếng nói ở Hiên Viên Điện. Chỉ có như vậy thì mới có thể bịt miệng Mạc Vấn Thương, khiến những người khác trong Hiên Viên Điện tâm phục khẩu phục anh. Trận chiến này là không cách nào tránh khỏi. Nhưng ông ta thực sự tò mò thực lực kim đan tam phẩm của Diệp Thiên rốt cục có cái gì đảm bảo mà dám đánh cược với Mạc Vấn Thương tu vi kim đan cửu phẩm cơ chứ. Bây giờ cầu thu lại lời nói khi nãy vẫn chưa muộn. Trên bầu trời, Mạc Vấn Thương uy thế ngút trời, hư không trên đỉnh đầu mơ hồ như bị xé rách ra một đường. Ông ta nhìn về phía Diệp Thiên cười nhạt nói, ra tay đi. Diệp Thiên lại không hề quan tâm, chỉ phất tay nói với ông ta. Lúc này nhiều đệ tử trong Hiên Viên Điện đã tụ tập trên đỉnh núi, đứng từ xa nhìn hai người trên không trung. Mặc dù bọn họ không biết rõ nguyên nhân, nhưng lại biết điện chủ hiện tại và thần tử vừa mới đến sắp đánh nhau. Đường nhìn của tất cả mọi người đều tập trung lên trời, chỉ để xem trận chiến này ai mạnh ai yếu. Ngu xuẩn, cố chấp. Từ lâu Mạc Vấn Thương đã vô cùng bất mãn với Diệp Thiên. Khoảnh khắc Diệp Thiên vừa dứt lời, ông ta lập tức nhấc tay đánh thẳng vào hư không. Một bàn tay khổng lồ bằng chân lực đánh lõm hư không, hiện lên dấu tay vô cùng rõ rệt. Sức mạnh to lớn như rồng đánh thẳng về phía Diệp Thiên. Xung quanh núi chính của Hiên Viên Điện lập tức có cát bụi bay mù mịt, đất trời tối sầm. Nếu không phải Phong Hậu âm thầm sử dụng Hạo Nhiên Kỳ Môn bảo vệ núi chính, e rằng chỉ với tiếng sóng sức mạnh của đòn này cũng đủ phá hủy một nửa dãy núi. Đòn tấn công của kim đan cửu phẩm há lại dễ đối phó hay sao? Đứng trước sức gió lớn tàn phá, Diệp Thiên chỉ cười nhạt một tiếng. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, anh không có động tác dư thừa nào, chỉ bước tới trước một bước, không phòng ngự mà cũng không né tránh sao. Mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Trong chớp mắt, sức mạnh một chưởng của Mạc Vấn Thương đã đánh thẳng vào ngực Diệp Thiên. Âm! Đất trời lập tức rung chuyển, một làn sóng sức mạnh có thể thấy bằng mắt thường lan ra từ chỗ Diệp Thiên bị đánh trúng. Nơi nó đi qua, gò đất, cột đá đều bị đánh cho nát vụn. Có thể thấy đòn tấn công này mạnh đến mức nào. Nhưng không một ai cảm thấy kinh ngạc bởi uy lực của đòn tấn công này. Nhưng những ánh mắt kinh ngạc, chấn động, sợ hãi đều rơi hết lên trên người Diệp Thiên. Diệp Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, chân không di chuyển bước nào, thậm chí ngay cả cơ thể cũng không hề động đậy. Nhiều người đã sững sờ, không tin nổi Diệp Thiên lại cứng rắn chống đỡ một đòn của kim đan cửu phẩm mà không hề bị thương tổn. Cái gì? Điều này khiến bản thân Mạc Vấn Thương cũng cảm thấy khó tin, đồng tử co rút lại. Đôi lúc đó, Diệp Thiên nhấc chân dẫm mạnh chân phải xuống hư không. Bùm! Hư không dưới chân anh lõm xuống, hiện ra hình dạng một bàn chân khổng lồ, không gian xung quanh sụp đổ theo đó mà tan nát. Bản thân Diệp Thiên hóa thành một luồng sáng xanh lam lao vút về phía trước, giống như một vì sao băng rơi xuống. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt. Mạc Vấn Thương sởn cả tóc gáy, cơ thể tự động sinh ra cảnh giác định lùi về phía sau. Nhưng ông ta chỉ vừa mới có suy nghĩ đó, một nắm đấm đã được bao bọc bởi ngọn lửa màu vàng kim đã nhanh chóng phóng to ra trước mặt ông ta. Ngọn lửa màu vàng kim kèm theo làn sóng nóng bỏng điên cuồng dừng lại ngay trước khi đánh vào mặt ông ta. Diệp Thiên đứng trước người ông ta vẫn còn giữ tư thế vung quyền, nhưng ánh mắt hờ hững. Ông thua rồi.